thọ của bạn được bao lâu. Hãy nhìn vào cổ, người sức khỏe yếu có 3 đặc điểm này. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, khi bước cánh cửa của tuổi 60, có bao giờ các bạn suy ngẫm và tự hỏi rằng tuổi thọ của mình sẽ còn được bao lâu không? Đây không chỉ là nỗi lo lắng về số năm còn lại mà còn về sức khỏe và sự an yên bên con cháu. Bạn có biết không, mỗi một dấu hiệu thay đổi trên cơ thể chúng ta đều có thể là một lời nhắn nhủ hay tín hiệu mà cơ thể đang muốn gửi gắm. Thế nhưng đâu đó chúng ta lại chẳng may để ý đến những dấu hiệu này. Vì vậy trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những dấu hiệu sớm ở vùng cổ cảnh báo sức khỏe đang trên đà suy giảm mà có thể chính các bạn cũng không ngờ tới. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có sức khỏe yếu thường có 3 đặc điểm chung này ở cổ, và những đặc điểm này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Vậy đó là những đặc điểm gì? Cô bác đừng bỏ lỡ chương trình hôm nay nhé! Bà Lưu, năm nay 61 tuổi, là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Sơn La. Do bận rộn với công việc kinh doanh, nhiều khi bà bỏ qua cả việc ăn uống của mình. Khoảng một năm trước, bà Lưu thấy xuất hiện những triệu chứng lạ trên cổ là ngứa da và có những vùng sẫm màu. Nhưng lúc đó, do không có nhiều thời gian để đi khám nên bà đã ra tiệm thuốc mua một số sản phẩm điều trị để bôi. Thế nhưng, không hiểu vì sao các triệu chứng trên cổ không những không biến mất mà còn ngày càng trở nên tối màu hơn. Sau khi người bán hàng nhắc nhở, bà Lưu đã đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng đó là một dạng bệnh gai đen hiếm gặp, có khả năng bà đã trải qua một sự biến đổi ác tính và bác sĩ khuyên bà nên kiểm tra sức khỏe tổng quát càng sớm càng tốt. Nhưng bà Lưu không thể từ bỏ công việc kinh doanh của cửa hàng nên chỉ yêu cầu bác sĩ kê toa một số loại thuốc điều trị về uống. Thế nhưng, sau khi uống thuốc, các triệu chứng trên da không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác khó chịu khiến bà không thể bỏ qua và phải đến bệnh viện ngay lập tức. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bà được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém. Hơn nữa, quá trình bệnh đã tiến triển đến giai đoạn giữa và cuối. Giờ đây cách duy nhất để thu nhỏ tổn thương là thông qua xạ trị và hóa trị để có được cơ hội phẫu thuật. Bà Lưu đã rất hối hận vì đã không đến bệnh viện để kiểm tra và thăm khám sớm hơn. Cổ là con đường ngắn nhất cảnh báo sức khỏe toàn cơ thể. Cô bác thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta thường quan tâm đến sức khỏe qua các chỉ số như cân nặng, huyết áp hay lượng đường trong máu. Nhưng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bác một góc nhìn mới, đó là muốn biết một người khỏe hay không, hãy nhìn vào cổ. Vì vùng cổ thật sự là nơi chứa đựng nhiều sự thật về sức khỏe của chúng ta. Cổ không chỉ là nơi kết nối đầu với cơ thể, mà còn là con đường quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe tổng quát của mỗi người. Ở cổ, chúng ta có một hệ thống phức tạp bao gồm các cơ, mạch máu, dây thần kinh và đặc biệt là tuyến giáp. Đây là một cơ quan quan trọng điều hòa quá trình trao đổi chất. Vậy nên, chỉ cần bạn quan sát tình trạng da và kích thước cổ, chúng ta cũng có thể đoán biết phần nào về sức khỏe của mình. Chẳng hạn, nếu da ở cổ quá khô và mất nước, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng tuyến giáp đang gặp vấn đề. Lý do là vì tuyến giáp chính là nơi điều chỉnh hormone, giúp duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Vì thế, một khi tuyến giáp hoạt động không tốt, không chỉ làn da mà toàn bộ các cơ quan trong cơ thể của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế về căn bệnh béo phì, thì những người có cổ dày sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn đáng kể. Điều này không chỉ dừng lại ở việc đường huyết tăng cao, mà còn liên quan đến hiện tượng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa, những vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến các bệnh mãn tính khác. Không chỉ dừng lại ở tiểu đường, những ai khi càng về cao tuổi nhưng lại có chu vi cổ lớn cũng cần cẩn trọng với các bệnh lý về tim mạch. Nghiên cứu từ tạp chí Nội tiết Lâm sàng và Chuyển hóa ở Hoa Kỳ chỉ ra rằng, cổ càng dày thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch lại càng cao. Điều này đồng nghĩa với việc cô bác có thể phải đối mặt với những vấn đề như tăng lipid máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ vô cùng nguy hiểm. Vậy nên, cô bác đừng bỏ qua việc tự kiểm tra và chú ý đến tình trạng cổ của mình nhé. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, đừng ngần ngại thăm khám sớm để giữ gìn sức khỏe, sống vui sống khỏe bên gia đình. Người có tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm chung này ở cổ. Trước tiên trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 3 dấu hiệu trên cổ mà những người có tuổi thọ cao thường có. Hãy cùng tìm hiểu và xem liệu chúng ta có đang có được một sức khỏe tốt thông qua những quan sát nhỏ nhưng rất quan trọng này không? Có thể cô bác chưa biết rằng, độ dày và tình trạng của cổ có thể tiết lộ nhiều điều về sức khỏe tổng quát, thậm chí có thể liên quan đến tuổi thọ. Một chiếc cổ đàn hồi,
Ít có nếp nhăn rõ rệt là dấu hiệu của một cơ thể đang hoạt động tốt, đặc biệt là với làn da. Da cổ mịn màng không chỉ phản ánh quá trình lão hóa chậm mà còn cho thấy các chức năng bên trong cơ thể của chúng ta vẫn đang hoạt động ổn định. Ngoài ra, động mạch cảnh ở cổ đóng vai trò rất quan trọng. Đây là một trong những động mạch chính cung cấp máu cho não. Đối với những người khỏe mạnh, động mạch cảnh sẽ không bị cứng hoặc tắc nghẽn đáng kể. Điều này sẽ giúp máu lưu thông đều đặn, cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho não, từ đó góp phần duy trì sự minh mẫn và ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch khi càng cao tuổi. Bạn biết không, một yếu tố quan trọng khác mà chúng ta không nên bỏ qua chính là tính linh hoạt của cổ. Chiếc cổ dễ dàng xoay chuyển linh hoạt không chỉ thể hiện rằng cô bác thường xuyên vận động mà còn liên quan đến sự linh hoạt của toàn cơ thể. Những người có khả năng sống lâu thường có sự linh hoạt và phạm vi chuyển động cổ tốt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc họ duy trì được sự cân đối trong cuộc sống và không bị ảnh hưởng bởi các tư thế cố định trong thời gian dài. Ba đặc điểm ở cổ cảnh báo sớm ung thư nhưng dễ bị bỏ qua. Các bạn thân mến, khi có một số bệnh bất thường trong cơ thể, cổ là một trong những bộ phận đầu tiên gửi tín hiệu và nếu những triệu chứng này xuất hiện, chúng ta phải hết sức cảnh giác rằng nguy cơ ung thư có thể đang đến gần và đe dọa đến sức khỏe. 1. Xuất hiện cục u ở cổ. Một trong những dấu hiệu đầu tiên mà các bạn cần chú ý chính là sự xuất hiện của các cục u bất thường ở cổ. Các bạn có thể nghĩ rằng một cục u nhỏ trên cổ chẳng có gì nghiêm trọng, có thể chỉ là một khối u lành tính như lipomas hay u mạch máu thôi đúng không? Đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ vì một cục u nhỏ bé hoàn toàn có thể là tín hiệu báo động cho những bệnh lý nghiêm trọng hơn, như ung thư tuyến giáp, ung thư hạch, hoặc thậm chí là các khối u ác tính khác như ung thư vòm họng hay ung thư hầu họng di căn. Các bạn thử tưởng tượng nhé, một cục u ở cổ xuất hiện và không biến mất sau vài tuần, thậm chí có thể lớn dần theo thời gian. Đây chính là lúc chúng ta không nên chần chừ mà cần phải đến gặp bác sĩ ngay để kiểm tra về sức khỏe tổng thể bên trong của mình. 2. Nốt ruồi đen đáng ngờ. Các bạn có bao giờ để ý đến những nốt ruồi trên cơ thể mình không? Chúng ta thường nghĩ rằng nốt ruồi là một đặc điểm sinh lý bình thường, không có gì đáng lo ngại. Nhưng thực ra, nếu có một nốt ruồi đen đáng ngờ xuất hiện đột ngột trên cổ, hoặc nếu nốt ruồi mà các bác đã có từ lâu bỗng nhiên thay đổi về kích thước, màu sắc, hoặc hình dạng, thì đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm về ung thư đó cô bác ạ. Nốt ruồi đen đáng ngờ thường có đặc điểm là không đồng đều về màu sắc, có thể có viền không rõ ràng hoặc méo mó, và thường phát triển nhanh chóng về kích thước. Những thay đổi này không nên bị xem nhẹ, vì đó có thể là biểu hiện của một khối u ác tính, chẳng hạn như ung thư da. Đặc biệt hơn là khi nốt ruồi xuất hiện ở cổ, một khu vực dễ bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng vì có nhiều cơ quan quan trọng gần đó, thì các bạn càng cần phải chú ý hơn. 3. Vùng da cổ tối màu. Có một sự thật rằng, vùng da cổ sẫm màu bất thường có thể là một tín hiệu cảnh báo quan trọng về sức khỏe mà chúng ta lại thường không để ý đến. Đối với những ai đang ở tuổi trung niên và cao tuổi, thì sự xuất hiện của hiện tượng này có thể gắn liền với một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân gây ra vùng da cổ sẫm màu là bệnh gai đen, hay còn gọi là acanthosis nigricans. Đây là một tình trạng da hiếm gặp nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Da tại vùng cổ trở nên dày, sẫm màu và mượt mà hơn bình thường. Bệnh này không chỉ đơn thuần là một vấn đề về da mà còn có thể liên quan đến những rối loạn nội tiết và chuyển hóa trong cơ thể của bạn, như tiểu đường hoặc hội chứng kháng insulin. Điều đáng lo ngại hơn đó là, acanthosis nigricans còn có thể là dấu hiệu sớm của các khối u ác tính ở đường tiêu hóa hoặc các cơ quan nội tạng khác. Điều này có nghĩa là khi vùng da cổ của bạn xuất hiện màu sắc bất thường và trở nên sẫm màu hơn, đó có thể là một lời cảnh báo về một căn bệnh ung thư đang tiềm ẩn trong cơ thể. Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi này ở cổ mình, tuyệt đối đừng chủ quan. Hãy đến bác sĩ để được thăm khám và kiểm tra một cách cẩn thận. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường này không chỉ giúp bạn có cơ hội điều trị bệnh hiệu quả hơn mà còn giảm nguy cơ tiến triển của những căn bệnh nguy hiểm. Khi nói đến việc phòng ngừa ung thư, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng hơn chúng ta tưởng. Đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Có lẽ ít ai biết rằng, có những nhóm thực phẩm mà các chuyên gia sức khỏe tại Nhật Bản, một quốc gia nổi tiếng với tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, đã khuyến khích mọi người nên bổ sung vào chế độ ăn uống để ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả. Vậy,
những nhóm thực phẩm nào được bác sĩ Nhật Bản xem như khắc tinh của tế bào ung thư? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay nhé! 3 nhóm thực phẩm mà tế bào ung thư sợ nhất được bác sĩ Nhật khuyên dùng ở tuổi 60. 1. Các loại rau họ cải. Các bạn có biết rằng, các loại rau như bông cải xanh và bắp cải không chỉ ngon miệng mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng phòng chống ung thư không? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong các rau họ cải chứa có nhiều chất phytochemical, đặc biệt là sulforaphane, và đây là một hợp chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Sulforaphane không chỉ giúp bảo vệ cơ thể chúng ta tránh khỏi các chất có hại mà còn có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Điều này có nghĩa là việc thường xuyên tiêu thụ rau họ cải có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Có một nghiên cứu đáng chú ý từ Nhật Bản đã chỉ ra rằng, những người đàn ông ăn nhiều thực phẩm họ cải sẽ có nguy cơ tử vong vì ung thư thấp hơn 16% so với những người ăn ít. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của việc bổ sung rau họ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày, vì nó không chỉ giúp bạn nâng cao sức khỏe mà còn tăng cường khả năng phòng ngừa ung thư nữa đó ạ. Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu phytochemical có thể giúp bạn nâng cao khả năng phòng ngừa ung thư một cách hiệu quả. Vì vậy, hãy biến rau họ cải thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn của gia đình, đặc biệt là những gia đình nào có người cao tuổi nhé. 2. Cá béo. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những thực phẩm vô cùng có lợi cho sức khỏe của người cao tuổi, đó là các loại cá béo. Và bạn biết không, những loại cá như cá thu và cá mòi không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng rất nhiều lợi ích dinh dưỡng tuyệt vời. Các loại cá béo này rất giàu axit béo omega 3, một loại chất béo không bão hòa rất cần thiết cho cơ thể. Axit béo omega 3 không chỉ có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn đặc biệt quan trọng trong việc ức chế tình trạng viêm. Viêm là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự phát triển của nhiều bệnh tật nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả ung thư. Do đó, việc bổ sung cá béo vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khi chúng ta về già một cách đáng kể. Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết rằng những người thường xuyên ăn cá béo sẽ có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 22% so với những người ít ăn cá khi càng về cao tuổi. Vì hàm lượng omega 3 dồi dào có trong các loại cá này không chỉ giúp bạn giảm viêm mà còn có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Vì vậy, việc chúng ta thường xuyên ăn các loại cá như cá thu, cá mòi, cá hồi không chỉ mang lại hương vị thơm ngon cho bữa ăn mà còn là một cách tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe của bạn nữa đấy ạ. 3. Sản phẩm từ đậu nành. Đậu nành không chỉ là một nguồn dinh dưỡng phong phú mà còn là một vũ khí lợi hại trong việc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là khi chúng ta về già. Bạn có biết rằng, trong đậu nành có chứa một loại isoflavone đặc biệt có tên là genistein? Và đây chính là một chất có khả năng giảm nguy cơ tử vong do các loại ung thư như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư buồng trứng đến khoảng 50% đó ạ. Đó là bởi vì genistein sẽ có khả năng ức chế sự phát triển của các mạch máu nuôi dưỡng khối u, từ đó sẽ ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của ung thư. Hãy tưởng tượng rằng, chỉ cần bạn thêm một vài sản phẩm từ đậu nành vào chế độ ăn hàng ngày như đậu phụ, sữa đậu nành hay natto, thì bạn đã có thể tạo ra một sự khác biệt lớn cho sức khỏe của mình. Không chỉ giúp giảm nguy cơ ung thư mà các sản phẩm từ đậu nành còn rất giàu protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, từ đó có thể giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt và một cơ thể tràn đầy năng lượng. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người cao tuổi tiêu thụ đậu nành thường xuyên sẽ có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn so với những người ít ăn loại thực phẩm này. Điều này cho thấy sức mạnh tuyệt vời của đậu nành trong việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho chúng ta. Khi bước vào tuổi già, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc ăn uống và tập thể dục, mà còn ở sự quan tâm đến những thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể mình. Như chúng ta đã cùng tìm hiểu hôm nay, cổ là một trong những tấm gương phản ánh rõ rệt sức khỏe của chúng ta. Những đặc điểm bất thường trên cổ như da khô, mất nước, cổ dày hay những biến đổi màu sắc không chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường mà còn là cảnh báo cho những vấn đề tiềm ẩn trong cơ thể. Điều quan trọng là chúng ta không nên xem nhẹ những dấu hiệu này. Hãy dành thời gian tự kiểm tra sức khỏe, lắng nghe cơ thể và đi khám bác sĩ nếu phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào bất thường cô bác nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tuổi 60 cứ dùng ngải cứu cùng với thứ này? Hết đau xương khớp, chữa được tỷ bệnh. Trong đời sống của người Việt Nam, lá ngải cứu từ lâu được coi là một loại thảo dược quý giá với nhiều công dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh,
đặc biệt là ở người cao tuổi. Với lịch sử lâu dài trong y học dân gian, lá ngải cứu không chỉ là một loại cây thảo dược thông thường, mà còn là một biểu tượng của sự truyền thống và sức khỏe trong văn hóa Việt. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Cây ngải cứu thường được trồng trong vườn nhà hoặc ở các vùng nông thôn và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài khả năng chữa bệnh, ngải cứu còn được dùng như một loại rau ăn hàng ngày. Sách bản Thảo Cương Mục của thầy thuốc Lý thời Trân có ghi chép rằng lá ngải cứu không độc, thuần dương, có tác dụng đã thông 12 kinh, điều khí, trừ ẩm, tán hàn, cầm máu. Nó cũng thường được sử dụng trong kỹ thuật châm cứu. Đó là lý do vì sao ngải cứu được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc. Và lá ngải cứu phát huy công dụng như thế nào trong việc chữa trị các bệnh ở người cao tuổi? Hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu ngay trong video dưới đây các bạn nhé! Bài thuốc dân gian từ ngải cứu giúp hết đau xương khớp, chữa đau lưng, nhức mỏi. Lá ngải cứu được sử dụng từ rất lâu trong y học cổ truyền và hiện đại với nhiều công dụng khác nhau, trong đó bao gồm cả việc chữa trị các vấn đề về xương khớp ở người già. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lá ngải cứu chứa nhiều hợp chất có khả năng giảm viêm, giảm đau và cải thiện sức khỏe xương khớp. Trong lá ngải cứu có một loạt các hoạt chất như flavonoid, polyphenol, sesquiterpene, lacton và các dẫn xuất của axit caffeic, tất cả đều có tính chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Các hoạt chất này có khả năng ức chế các cytokine viêm nhiễm và enzyme gây viêm, từ đó giúp làm giảm sưng tấy và đau nhức xương khớp. Một trong những cách mà lá ngải cứu có thể giúp giảm đau xương khớp ở người già là thông qua việc tăng cường sự lưu thông máu và giảm cảm giác đau. Các hoạt chất trong ngải cứu có khả năng kích thích sự lưu thông máu và tăng cường hoạt động của hệ thống tuần hoàn, giúp cải thiện việc cung cấp dưỡng chất và oxy vào các khớp bị tổn thương. Đồng thời, chúng cũng có thể gây ra hiệu ứng giống như corticosteroid, giúp giảm viêm và đau một cách hiệu quả. Ngoài ra, lá ngải cứu cũng có thể được sử dụng trong các liệu pháp xoa bóp và nấu thuốc, có khả năng cải thiện độ linh hoạt của các khớp và làm giảm các triệu chứng của viêm khớp và thoái hóa khớp ở người già. Sắc thuốc từ lá ngải cứu để uống giúp bệnh nhân đau nhức xương khớp, đặc biệt là đau khớp gối được bổ sung nhiều dưỡng chất, hạn chế các cơn đau khó chịu, nhất là khi thời tiết thất thường. Với bài thuốc này, bạn cần thực hiện theo các bước sau. Chuẩn bị một nắm lá ngải cứu tươi hoặc khô đều được, nhặt sạch lá sâu, héo rồi đem rửa sạch, ngâm nước muối. Cho khoảng 0,5 lít nước vào ấm sắc thuốc, thêm ngải cứu đã rửa sạch vào và đun liên tục trong 20 phút với lửa nhỏ. Khi thấy thuốc ngải cứu sắc lại còn khoảng một chén thì hãy tắt bếp. Chia lượng thuốc ngải cứu vừa sắc thành 3 phần đều nhau và sử dụng lần lượt 3 lần trong ngày. Nên uống nước lá ngải cứu thường xuyên đều đặn để đạt hiệu quả giảm đau tốt nhất các bạn nhé. Trong đông y, ngải cứu đặc biệt có công dụng trị đau nhức xương khớp, nhất là đau lưng vô cùng hiệu quả. Nhờ chứa rất nhiều hoạt chất có công dụng kháng viêm, loại rau thuốc này phát huy công dụng giảm đau rất tốt. Theo nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy, ngải cứu chứa một số thành phần có dược tính cao như axit amin, flavonoid, choline. Các chất này có khả năng trừ phong thấp, kháng khuẩn cũng như giúp máu lưu thông đều đặn. Trong khi đó, muối biển có đặc tính kháng viêm tốt, đông y ghi nhận muối có tác dụng tả hỏa, thanh âm lượng huyết, nhuận táo, dẫn các thuốc vào kinh lạc, làm chất gây nôn, chữa viêm họng, đau răng, sửa vết bỏng. Đặc biệt, muối phát huy công dụng tốt đối với trường hợp đau nhức xương khớp, tác dụng theo cơ chế nóng giãn lạnh co cục bộ. Trong muối có các ion dương và ion âm luôn song hành để cân bằng sự sống trong cơ thể. Khi được áp dụng vào đúng vị trí đau nhất sẽ giúp giảm cơn đau hiệu quả. Khi kết hợp ngải cứu và muối biển, bạn có ngay loại thuốc giảm đau lưng cực nhanh hiệu quả. Chuyên gia khuyến cáo
để phát huy hết công dụng hiệu quả cần duy trì thực hiện trong vòng 30 phút trước khi đi ngủ để cơ bắp được thư giãn, nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên khi chúng ta chườm nóng ngải cứu chữa đau lưng, cần lưu ý độ nóng chườm lên. Nhiều người cho rằng càng nóng thì càng giúp giảm đau lưng nhanh hơn, nên mặc dù hỗn hợp rất nóng vẫn cắn răng chịu đựng để chườm lên lưng. Điều này trong thực tế đã ghi nhận không ít các trường hợp bị bỏng da, dẫn đến gặp biến chứng nặng bên cạnh tình trạng đau lưng, phải nhập viện điều trị. Sau khi để vào túi vải chuẩn bị chườm, tốt nhất hãy đợi thêm vài phút cho bớt nóng. Khi chườm, nếu vẫn thấy còn quá nóng thì hãy đợi thêm. Không nên quá chịu đựng vì có thể gây tổn thương lên cho làn da, thậm chí gây ra bỏng nặng các bạn nhé. Thuốc quý chữa bách bệnh ở người cao tuổi. Câu chuyện về ông Hải sinh năm 1960 và mắc bệnh ung thư vòm họng. Chuyện là hồi những năm 1989 đến năm 1990, ông Hải bỗng nổi lên một cái hạch ở sau tai. Về sau to dần kèm theo những cơn đau khó chịu, khiến cho ông không thể vận động, không ăn, không ngủ và suy kiệt thể chất trầm trọng. Năm 1991, ông đi khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, thì nhận kết quả ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối và bệnh viện trả về. Tâm lý tuyệt vọng, ông Hải bứt cỏ dại ăn, và chuyện lạ là ông sống sót cho đến bây giờ. Theo như lời kể của ông Hải thì khi đó ông có cảm giác sống không được bao lâu nên rời viện. Khi về nhà, bạn bè xóm giềng nhiều người đến thăm, người cho dăm ba đồng góp tiền mua áo quan với làm đám ma, lúc ấy ngay trước cửa nhà là bãi cỏ dại. Mọi người đi qua đi lại nghĩ tất cả đều là cỏ dại thôi. Nhưng ông Hải biết đó có rất nhiều cây thuốc. Sở dĩ ông biết được là vì hồi nhỏ ông hay theo sư thầy, vốn là người Hoa, chuyên bốc thuốc cứu người. Mà sư thầy lại là bạn của cha ông, nên ông biết thế, liền tiến ra hái một nắm lá ngải cứu, rồi về sắc lên uống. Mọi người thấy ông uống lá cây cỏ dại mới ca ngăn, không biết cây gì mà uống nhỡ uống phải thuốc lá độc thì nguy. Tuy nhiên khi đó ông chỉ nghĩ rằng đằng nào chả chết, cứ uống biết đâu lại khỏi. Thế là ngày nào ông cũng hái lá ngải cứu về sắc uống, ngạc nhiên rằng cứ uống bừa như thế lại mà khỏi thật. Qua một thời gian khối u từ từ nhỏ dần, cơ thể đi đứng lại bình thường. Đến năm 2009, ông tìm hiểu và chuyển qua bốc thuốc chữa bệnh dựa trên những kiến thức đã được chỉ dạy. Qua câu chuyện trên có thể thấy rằng ngải cứu là một loại thảo dược quý giá với nhiều công dụng trời ban. Theo lương y Vũ Quốc Trung, chẩn trị y học cổ truyền, trong đông y cho rằng ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm. Sử dụng ngải cứu sẽ giúp điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, ôn kinh, an thai, giảm đau và cầm máu sát trùng. Kinh nghiệm dân gian ghi nhận, ngải cứu được dùng làm thuốc điều kinh, trong bụng lạnh đau, đi lỵ lâu, ra máu, chữa thổ huyết, đổ máu cam, băng huyết, lậu huyết, đới hạ có thai, chữa thần kinh đau, phong thấp, ghẻ lở và phát huy nhiều công dụng hữu ích khác như 1. Giúp lưu thông máu. Một trong những cách mà lá ngải cứu hỗ trợ lưu thông máu là thông qua khả năng của nó trong việc làm giảm căng thẳng và co thắt của các mạch máu. Các hợp chất có trong lá ngải cứu có thể giúp thư giãn các cơ và mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên tường động mạch và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng máu lưu thông. Điều này có thể làm giảm nguy cơ hình thành cặn máu và các vấn đề liên quan đến tắc nghẽn mạch máu, giúp giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ ở người già. Ngoài ra, lá ngải cứu cũng có khả năng làm tăng lưu lượng máu và cải thiện sự linh hoạt của các mạch máu, từ đó tăng cường khả năng cung cấp oxy và dưỡng chất đến các bộ phận cơ thể khác nhau. Việc cải thiện lưu thông máu này không chỉ có lợi ích cho tim mạch, mà còn có thể giúp cải thiện sự hoạt động của các cơ và mô trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ bị đau nhức và cải thiện sự linh hoạt cho cơ bắp. Đặc biệt, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng lá ngải cứu cũng có thể giúp giảm cholesterol và triglyceride trong máu. Đây là hai yếu tố quan trọng có thể liên quan đến sức khỏe tim mạch. Việc này có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ và cặn bã trong các mạch máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi.
2. Điều trị chứng mất ngủ ở người già. Các bạn thân mến, mất ngủ là một vấn đề phổ biến ở người cao tuổi do nhiều nguyên nhân khác nhau như lo âu, căng thẳng, thay đổi hormone và các vấn đề về sức khỏe. Trong lá ngải cứu chứa nhiều hợp chất có thể giúp thư giãn tinh thần và cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ. Một trong những cách mà lá ngải cứu giúp điều trị chứng mất ngủ là thông qua khả năng của nó trong việc làm giảm căng thẳng và lo âu. Các hợp chất trong lá ngải cứu có tác động đến hệ thần kinh, giúp giảm cảm giác căng thẳng và lo âu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ. Việc sử dụng lá ngải cứu như một biện pháp tự nhiên để giảm căng thẳng và lo âu có thể giúp người cao tuổi có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ được sâu hơn. Ngoài ra, các hợp chất trong lá ngải cứu có khả năng kích thích việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như GABA, gamma aminobutyric acid, có tác dụng làm dịu và tinh thần được thư giãn. Việc tăng cường hoạt động của GABA có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm thời gian cần thiết để đạt được giấc ngủ sâu. Sự ổn định này có thể làm giảm các vấn đề như thức dậy giữa đêm và giấc ngủ không đủ sâu, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể. 3. Giúp cầm máu, khử trùng, sát khuẩn. Lá ngải cứu được xem là một loại thảo dược phổ biến trong y học cổ truyền và hiện đại, được biết đến với các tính chất khử trùng và sát khuẩn mạnh mẽ. Từ lâu, người ta đã sử dụng lá ngải cứu để giúp cầm máu và ngăn ngừa các tình trạng nhiễm trùng trong nhiều tình huống khác nhau. Cụ Thanh An, 63 tuổi, quê ở Tiền Giang, trong một lần làm vườn, không may bất cẩn bị một nhánh cây quẹt trúng. Da cụ vốn mỏng, vì thế khiến cụ bị một vết thương hở rất lớn. Vì gia đình cụ không con cháu cũng rất khó khăn, nên cụ không đến bệnh viện điều trị. Sau 2 ngày chỗ bị quẹt trúng vẫn đau nhức và vết thương chảy mủ. Vì không có tiền nên cụ đành đi bộ đến nhà thầy thuốc trong xóm để xin một ít thuốc ngải cứu khô về sắc nước rửa vết thương. Theo phương pháp dân gian, vì bình thường bị đứt tay, người trong nhà cũng đều làm như vậy. Chỉ một tuần sau, vết thương se lại và đỡ dần không còn bị chảy mủ nữa. Sở dĩ làm được điều này là do một trong những tính chất chính của lá ngải cứu là khả năng chứa các hợp chất có tác động kháng khuẩn và khử trùng. Khả năng cầm máu và khử trùng của lá ngải cứu đã được biết đến và ứng dụng từ hàng thế kỷ, là một phương thuốc thảo dược vô cùng hiệu quả và an toàn. Với khả năng cầm máu, lá ngải cứu trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc xử lý vết thương. Khi tiếp xúc với vết thương, các hoạt chất trong lá ngải cứu kích thích quá trình đông máu, giúp ngăn chặn sự mất máu quá mức và làm sạch vết thương một cách hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở việc cầm máu và khử trùng, lá ngải cứu còn được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như điều trị viêm nhiễm, làm sạch da và thậm chí trong các phương pháp y học truyền thống. 4. Điều trị bệnh nấm da chân, phù nề. Do ngải cứu có tác dụng sát trùng, tiêu viêm nên kiên trì ngâm chân bằng nước lá ngải cứu có thể ức chế sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn trên bàn chân. Từ đó giúp ngăn ngừa bệnh nấm da chân và giảm phù nề ở người cao tuổi. Lá ngải cứu được biết đến với khả năng chứa các hợp chất có tác dụng kháng khuẩn và khử trùng, đóng vai trò chính trong việc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm và virus gây bệnh. Với các hoạt chất chống vi khuẩn và kháng nấm tự nhiên, lá ngải cứu không chỉ giúp làm sạch và làm dịu da mà còn xua đuổi các vi khuẩn và nấm gây hại. Khi sử dụng lá ngải cứu để điều trị nấm da phù nề, người ta thường sử dụng dưới dạng nước sắc hoặc dầu cọ để thoa lên vùng da bị ảnh hưởng. Các hoạt chất trong lá ngải cứu sẽ thẩm thấu sâu vào da, tiêu diệt vi khuẩn và nấm, đồng thời làm dịu và làm sạch da. Không chỉ mang lại hiệu quả trong việc điều trị nấm da phù nề, lá ngải cứu còn được biết đến với tính an toàn và không gây kích ứng da. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người muốn sử dụng các phương pháp tự nhiên và không gây hại cho da. 5. Loại trừ cảm lạnh. Lá ngải cứu là một loại thảo dược giàu chất dinh dưỡng và có tính chất kháng vi khuẩn, đã được sử dụng từ xa xưa trong y học dân gian để giúp cơ thể chống lại cảm lạnh và tránh nhiễm phong hàn. Cảm lạnh là một vấn đề phổ biến mà chúng ta thường hay gặp phải, đặc biệt là vào mùa đông hoặc khi thời tiết thay đổi đột ngột.
Lá ngải cứu chứa các hợp chất có khả năng kích thích hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh. Việc sử dụng lá ngải cứu dưới dạng trà hoặc hấp thụ hơi từ hơi nước có thể giúp giảm triệu chứng của cảm lạnh như đau họng, sổ mũi và ho, cũng như giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi. Ngoài ra, lá ngải cứu cũng được sử dụng để tránh nhiễm phong hàn, một bệnh lây truyền nguy hiểm có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Các hợp chất trong lá ngải cứu có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus gây bệnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Do đó, việc sử dụng lá ngải cứu trong các phương pháp tự nhiên như hấp thụ hơi từ hơi nước, massage hay sử dụng dưới dạng tinh dầu có thể giúp cơ thể tăng cường khả năng đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm phong hàn ở người cao tuổi. 6. Giúp trị gầu, giảm ngứa đầu. Gầu là một vấn đề phổ biến gặp phải khi da đầu bị viêm nhiễm, gây ra sự xuất hiện của các vẩy da và kích ứng da. Lá ngải cứu có thể là một phương pháp tự nhiên hiệu quả để làm giảm triệu chứng và giúp da đầu trở lại trạng thái bình thường. Một trong những tính chất chính của lá ngải cứu là khả năng chống viêm và kháng vi khuẩn. Các hợp chất trong lá có thể giúp làm sạch và làm dịu da đầu bị kích ứng, từ đó làm giảm vi khuẩn và virus gây ra gầu. Đồng thời, tính chất chống viêm của lá cũng giúp làm giảm sưng tấy và tình trạng ngứa da đầu. Ngoài ra, lá ngải cứu cũng có khả năng kiểm soát sự sản xuất dầu trên da đầu. Sự tăng trưởng quá mức của vi nang dầu trên da đầu có thể góp phần vào sự phát triển của gầu. Các hợp chất trong lá ngải cứu có thể giúp điều chỉnh việc sản xuất dầu tự nhiên trên da đầu, giảm bớt độ nhờn và dầu dư thừa, từ đó giúp làm giảm nguy cơ gầu tái phát. Để sử dụng lá ngải cứu điều trị gầu và giảm ngứa đầu, chúng ta có thể pha lá ngải cứu thành nước sắc và dùng nước này để gội đầu sau khi đã gội đầu sạch với dầu gội thông thường. Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu ngải cứu để massage nhẹ nhàng lên da đầu trước khi gội đầu để giúp làm dịu và làm giảm ngứa. Có thể gội đầu bằng nước lá ngải cứu khoảng 3 lần một tuần. Sau khi da đầu hết ngứa, có thể gội 1 đến 2 lần một tuần. Kiên trì thực hiện phương pháp này sẽ giúp giảm tình trạng ngứa da đầu, đã thông kinh mạch trên đầu, giải phong hàn, từ đó giúp cơ thể cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, giảm đau đầu và ngủ ngon hơn. 7. Khử mùi hôi chân. Mùi hôi chân thường xuyên gặp phải do vi khuẩn gây ra khi tiếp xúc với mồ hôi và vi khuẩn trên da. Lá ngải cứu có các hoạt chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và khử mùi, làm cho nó trở thành một phương pháp tự nhiên hiệu quả để giữ cho đôi chân luôn thơm mát. Một trong những cách mà lá ngải cứu giúp khử mùi hôi chân là thông qua khả năng kháng khuẩn. Các hợp chất có trong lá ngải cứu có thể tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây ra mùi hôi chân, từ đó làm giảm mùi hôi khó chịu. Đồng thời, tính chất chống viêm của lá ngải cứu cũng có thể giúp làm dịu và làm giảm sưng tấy, giảm khả năng phát triển của vi khuẩn ở các vùng da bị tổn thương. Có thể sử dụng lá ngải cứu để làm một loại bột hoặc chế phẩm tự nhiên để thoa lên chân, giúp hấp thụ mồ hôi và mùi hôi, từ đó giữ cho chân luôn khô ráo, sạch sẽ và thoải mái. Việc sử dụng lá ngải cứu để điều trị các bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi như đau xương khớp, viêm khớp và vấn đề về tiêu hóa đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn, không chỉ giúp giảm các triệu chứng mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc tăng cường hệ miễn dịch, giảm căng thẳng và lo âu, duy trì sự linh hoạt và khả năng chống lại bệnh tật. Từ đó, mang đến cho tuổi 60 chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, nâng cao tuổi thọ và sống an vui hơn mỗi ngày. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.